Lavote mùa giải Totti 20. Quốc tịch Pháp. Mức lương 19, chiều cao 1m89, cân nặng 85 kg. Thể hình trung bình, chân thuận trái 5,3. Hai sao kỹ thuật. Chỉ số hộn gốc. Chuyền dài, đánh đầu mạnh. Ở vị trí CB, Lavote có sức mạnh ở 98, tốc độ là 93. Khả năng bật nhảy là 89. Bộ chỉ số phòng ngự, soạt bóng, giữ bóng, kèm người, lấy bóng, chuyền ngắn, cắt bóng, phản ứng và quyết đoán rất tốt. Đặc biệt là khả năng đánh đầu 103. Chỉ số chân dài của Labote là 102. Có khả năng đá phạt tốt. Kỹ năng giữ bóng, khéo léo, thăng bằng và phản ứng cao. Thể lực 88, có khả năng quyết đoán, sự bình tĩnh tốt. Thì để là Labote ở vị trí CB thì chúng ta có thể để chiến thuật đơn sau: công 1 thủ 3 giữ vị trí đánh chặn bị động. Ở ngoài đời thì huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City thường xếp Labote đá hậu vệ trái. Lavote đã có 6 năm khoác áo Atletico Club. Và năm 2016 thì anh chuyển sang đại gia của nước Anh là Manchester City. Điểm mạnh của Lavote chính là tốc độ, sức mạnh, khả năng đánh đầu, khả năng hoạt động năng nổ trên sân. Anh thường có xu hướng chạy trên phần thân của đối phương. Và tung ra những đường chuyền dài hỗ trợ các tiền đạo ghi bàn. Đây là một trung vệ rất nhanh nhẹn và khéo léo, cực kỳ thông minh. Và nếu như các bạn đã từng trải nghiệm mùa giải 19 TOTS của Labute thì mùa giải 20 có tỷ bổ sung này chính là mùa giải nâng cấp của mùa thi 19 TOTS. Lavato có một thể hình cao và rất đầm người. Tốc độ, sự nhanh nhẹn, khéo léo và sức mạnh hội tụ đầy đủ trong Lavate. Anh là một mẫu trung vệ rất nhanh nhẹn và giàu sức mạnh cũng như thể lực. Có thể là một mẫu trung vệ bao sân với nguồn năng lượng vô biên của mình. Và thực tế năm nay thì Man City thi đấu rất bết bát ở ngoại hạng Anh. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc họ thiếu vắng trung vệ Labote vì chấn. Và thực tế trong mùa giải này 6 trận Labote thi đấu thì Man City thắng tới 5 trận và để hòa một trận. Trong trận đấu mới nhất thì biểu đồ nhiệt trên sân cho biết Labote hoạt động trên phần sân của đối phương rất năng nổ, là hậu vệ số 1 thế giới về khả năng hoạt động rất nhanh nhẹn, khả năng soạt bóng, cắt bóng tuyệt vời. Khi sử dụng Labote trong hàng phòng ngự ở vị trí CB thì các bạn hoàn toàn yên tâm về trung vệ toàn diện, có thể đánh dập, có thể bọc lót, thậm chí là hỗ trợ tấn công bằng những đường chuyền dài sắc nét. Bóng đá Pháp đã sản sinh ra rất nhiều trung vệ giỏi,
Varan. Tuy nhiên thì Abote vẫn là cầu thủ được đánh giá cao ở thời điểm hiện tại, khi mà gần như chính anh đã gánh team hàng phòng ngự của câu lạc bộ Man City ở ngoại hạng Anh. Kỹ năng cướp bóng, tranh bóng, quạt bóng rất tốt, cộng với khả năng đánh đầu mạnh, số khéo léo nhanh nhẹn, thăng bằng tốt, khả năng bật nhảy cao giúp Tabote luôn chiếm thế thượng phong trong những tình huống tranh chấp bóng bổng và những tình huống tranh chấp tiền đạo đối phương. Ngoài việc thi đấu ở vị trí CB thì thậm chí các bạn có thể để Laporte đá ở vị trí hậu vệ cánh, thậm chí là tiền vệ phòng ngự, bởi vì anh là một mẫu hậu vệ rất toàn diện và đa năng nhưng lại vô cùng chắc chắn và sắc bén. Laporte có thể nói là một mẫu trung vệ cực kỳ hiếm của bóng đá Pháp. Và anh chính là viên ngọc lớn nhất mà Man City đang sở hữu. Chuyền dài rất chính xác, bóng đi xa và chính xác. Điều chúng ta có thể nói về Labote chính là sự hoàn hảo và toàn diện trong phong cách chơi bóng của một hậu vệ đầu thế giới. Một mẫu trung vệ khiến cho các nhà chuyên môn nhớ đến Frank Beckenbauer. Rất nhanh nhẹn. Bóng cực kỳ tốt. Tình huống phạm lỗi của Labote thì tương đối tinh tế. Vì vậy mà thường các trọng tài sẽ có thể rút thẻ vàng hay thẻ đỏ với anh. Sử dụng Labote thì các bạn cứ xoạc bóng thoải mái. Đẳng cấp và toàn diện. Thậm chí so với Virgil van Dijk của Liverpool thì là Labote còn thi đấu nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Dẫu anh chỉ thua van Dijk về sức mạnh một chút thôi. Một nét mặt và một thân hình rất điển trai của Labote. Tiếp
tệ chấm cho Lavote ở vị trí CB mức điểm hoàn hảo nhất, đó là 10 trên 10. Một trong những mẫu trung vệ rất đáng để các bạn sử dụng cho đội hình của mình. Một tình huống phạm lỗi tương đối quyết liệt của Lavote. Mẫu trung vệ thi đấu cực kỳ xông xáo và sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ hàng phòng ngự của đội bóng. Hay, nhanh nhẹn. Trong chiến dịch Euro 2020 và thậm chí là World Cup 2022 tổ chức tại Qatar thì chắc chắn là Lavezzi sẽ là vệ Pháp. Tình huống 09 gọi là vô tề. Bạn thấy khả năng bật nhảy của anh là rất tốt. Rất nhanh nhẹn.